Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khoảnh khắc SEA Games ngày hôm nay của báo điện tử VOV. Đinh Phương Thành và nhà vô địch thế giới Carlos Julio đã tạo nên màn đối đầu kịch tính trong ngày thi đấu cuối cùng của môn thể thao thực sự SEA Games 31. Trong buổi chiều 16 tháng 5, Carlos Julio là người đi trước ở nội dung xà kép và đạt điểm số rất cao 14.900. Đây là số điểm cao hơn cả thành tích từng giúp Đinh Phương Thành giành huy chương vàng ở SEA Games 30. Đinh Phương Thành thi sau và đã thể hiện bản lĩnh với số điểm 15.33. Sau đó là thành công của huy chương vàng SEA Games. Chiến thắng của Đinh Phương Thành trước nhà vô địch thế giới Carlos Julio đã tạo ra cảm xúc bùng nổ cho các thành viên đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam và các khán giả tại nhà thi đấu cùng ngựa Hà Nội. Sau khi giành huy chương vàng nội dung xà kép, Đinh Phương Thành tiếp tục đối đầu với Carlos Julio tại nội dung sàn đơn. Carlos Julio một lần nữa thi trước và vượt lên dẫn đầu với 13.433 điểm. Tuy nhiên, Đinh Phương Thành đã thi đấu xuất sắc và cũng đạt 13.433 điểm. Hai vận động viên bằng điểm số nên cùng nhận huy chương vàng. Hai tấm huy chương vàng của Đinh Phương Thành trong ngày 16 tháng 5 đã giúp thể dục dụng cụ Việt Nam vượt chỉ tiêu thành 3 huy chương vàng ở SEA Games 31 khi toàn đội đã giành tổng cộng 4 huy chương vàng sau 4 ngày thi đấu.